Xin cảm ơn ban giải đáp. Tôi xin hỏi câu hỏi số 3 của Nguyễn Văn Toản. Thưa, mới đây tôi đọc quyển 36 vị tổ vừa kết thúc. Tôi cảm thấy trong phòng mà tôi hay đọc sách, tôi thấy mắt sáng ra nhìn vào xung quanh tường chỉ một màu trắng. Những vết đen tường nhà tự nhiên không còn thấy nữa. Khoảng 4 giây rồi bình thường lại. Lúc này tôi tự nhìn lại bằng chủ ý, tôi nhìn vào cửa kính phòng. Tôi thấy hình tôi trong đó rất rõ. Nhìn khoảng 30 giây thì hình ảnh tôi không còn trong cửa kính đó nữa. Chớp mắt rồi trở lại bình thường. Thưa, cho tôi hỏi hiện tượng này là do con mắt của tôi hay điện từ dương ở trong tôi phát ra ạ? Xin trả lời câu hỏi của anh Nguyễn Văn Toản như sau. Đây là con mắt của hai vị thánh và tiên trợ giúp tánh người của anh Nguyễn Văn Toản đó. Xin mời anh Toản hỏi câu tiếp theo ạ.